Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn cắt dự án này e đó trên kênh của mình thì mọi người bớt chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh đồng hồ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này e đó ăn chia à, 200.000 token MTS. Hình như dự án dành cho à, tất cả người tham gia thì phải. Để tham gia kèo rót này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu gm mô cho mình nhé. Ở đây mọi người follow kênh Twitter nhiệm vụ đầu tiên. Các bạn sẽ vào kênh Twitter. bấm theo dõi này sau đó kéo xuống bài đăng mọi người like và retweet lại bài đăng ok tiếp tục quay trở lại đó tích vào con tin tiếp theo là retweet lại bài đăng này bấm ok sau đó retweet bấm tweet lại cho mình sau đó thả tim ok quay trở lại rót à để comment à ở đây một comment tắt thẻ ba người bạn cho mình nhé rồi bấm trả lời ok quay trở lại rót tích vào verify tức là con tin sorry mọi người tiếp theo do vào kênh discord bấm chấp nhận là mời <laughs> sau đó bấm verify cho mình. ok ở đây tích vào. kéo sang phải đã xong mọi người nhé. quay trở lại reddit tích vào con tin. rồi join vào kênh telegram ở đây mọi người join vào hai kênh telegram nhé. sau đó gửi username kênh telegram mọi người vào đây. tích vào tham gia này. Sau khi bấm tham ra xong thì bỏ bấm, bấm trở lại này Bấm vào ba gạch này Bấm vào avatar này Ở đây có username đấy nhé Một copy lại sau đó gửi vào tay ta Gửi vào adot đây Tiếp cho con tin Ok Tiếp tục do vào một kênh tay nữa Bấm tham gia Ok Quay trở lại Tiếp vào con tin Rồi subscribe kênh youtube cho mình đăng ký rồi quay trở lại, lại. tích cho con tin visit website tích con tin luôn Để chỉ ví ở đây mọi người sẽ mọi người địa chỉ ví mạng BSC ở trên ví metamask hoặc ví Fruit wallet nhé ở đây mình sẽ dùng ví metamask vậy Sau khi vào ví mọi người thì copy lại cho mình Sao chép lại địa chỉ ví này Sau đó các bạn quay trở lại Adot này Gửi vào đây cho mình thôi Rồi tích vào con tin Ok Và nhiệm vụ cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link rep Để mọi người đi chia sẻ bạn bè với người thân Cảm ơn mọi người đã xem video Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án Adot Ăn chia 200.000 đô 200.000 token MSTS à, Đến từ monster Montre, Montre Saga. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người